Tôi xin kính chào các bác nhé. Nay thì là cuối tháng giêng này và cũng là cuối mùa hoa trà mi rồi. Đã đến lúc chúng ta sẽ phải tác động những cái biện pháp kỹ thuật để mà chăm sóc cây trà mi cho cái chu kỳ sinh trưởng mới rồi. Và hôm nay tôi sẽ làm cái video về kỹ thuật cắt cành để đón lộc xuân cho cây hoa trà mi, cũng là chỉnh sửa cái dáng của nó sau một cái mùa hoa rất là thành công. Tôi sẽ thực hành trên hai cây này, một cây là thâm bát diện, còn cây bên này là cây trà mi hồng cổ. Thì video sẽ bao gồm 4 nội dung. Nội dung thứ nhất là mục tiêu cần đạt được của cái đợt cắt cành sửa dáng này, thì nó có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là sẽ giúp cho cây trà nó phát cái lộc xuân nhanh, nhiều và cùng lúc. Chúng ta mà để thì thực tế nó vẫn phát lộc xuân thôi, bởi vì là đây nó đã nhú ra như thế này rồi, thậm chí là có những cái mầm lộc này là nó đã chuyển màu rồi. Đây các quan sát như này là nó chuẩn bị nảy mầm, là nếu mà tới đây lên ấm ấy là nó sẽ lên lộc xuân thôi. Nhưng mà vì là có những cành khỏe này, cành yếu, cành ngắn, cành dài thì nó sẽ ra lộc không được cùng lúc. Thì chúng ta muốn cho nó ra cùng lúc thì ta sẽ tác động bằng cách là cắt các cái cành để mà có được cái sự điều tiết chung thì lộc xuân nó sẽ ra cùng nhau. Mục tiêu thứ hai là sẽ giúp cho cây trà nó đẹp hơn. Thế sau gần 1 năm sinh trưởng phát triển rất là mạnh và ra hoa nhiều đấy, thì là cây trà nó có cái biểu hiện là nó phát triển một cách rất là tự do. Thì các bác quan sát thấy đấy, mặc dù cây này thì đã được tôi chỉnh sửa rồi nhưng mà chỉnh sửa để mà đón hoa thì nó khác với thời kỳ này. Thời kỳ này thì sẽ làm cho cây nó đẹp hơn, gọn gàng để mà nó đón những cái lộc xuân nó càng khép tán, giúp cho cái cây nó càng đẹp hơn cho cái năm tiếp theo, vào cái mùa hoa cuối năm nay thì lại càng thêm đẹp hơn. Nội dung thứ hai là các điều kiện để mà cắt sửa cây trà đợt này. Thì thứ nhất là bác phải biết hiểu về cây và cơ bản là biết làm đẹp cho cây trà ở mức độ nào cũng được. Có thể bác hiểu biết rất là chuyên sâu về nghệ thuật làm cây cảnh, làm bonsai, hoặc là bác mới cắt sửa một cách phổ thông, nhưng mà cần phải biết cách để bác cắt sửa, thế thì nó mới đảm bảo được là tạo ra một cây trà nó khỏe, nhất là nó đẹp hơn. Thế còn trường hợp mà bác chưa biết làm thì bác hãy thuê một người nào người ta có kỹ năng cắt và tạo dáng cây được, người ta sẽ thực hiện thì nó sẽ đảm bảo cây của bác an toàn và có được cây nó đẹp hơn. Cái điều kiện thứ hai là cái cây trà của bác nó phải khỏe mạnh, lá thì là vẫn duy trì xanh tốt, thân thì là tươi khỏe và các cái đầu cành này nó đều là đang đẩy các cái mầm mủ chuẩn bị phát lên. Đây các bác quan sát này, đây là những cái cây hồng cổ này. Đấy, cái này là nó đảm bảo rất là khỏe rồi, và khi ta cắt thì nó sẽ đẩy lộc rất là nhanh, nhất là trong điều kiện thời tiết đang ấm dần lên. Ngoài là một cây khỏe thì phải là cây thuần, tức là bác cố gắng là cái cây trà của bác ít nhất thì đã thuần trồng được trên 6 tháng hoặc là nhiều năm thì càng tốt. Một cái yêu cầu nữa đó là những cái cây mà bác để chơi Tết này, để trưng bày làm đẹp này, thì là bác phải cho nó ăn tự nhiên từ 10 ngày trở lên để mà đảm bảo cây nó hồi cả cái bộ lá và bộ rễ, thì lúc đó bác tiến hành cắt cành nó mới an toàn. Điều kiện thứ ba đó là cái thời điểm bác thực hiện, thì tất nhiên là mùa này thì là mùa xuân rồi,
Thế nhưng mà bác nên chọn những ngày mà nó mát mẻ, không mưa, không nắng to, và nên cắt vào chiều tối là tốt nhất. Bởi vì vào thời điểm chiều tối thì thường cây nó khỏe và các cái cành nó dẻo. Bác cắt thì nó đỡ bị sốc, và nếu như cần uốn thì nó dẻo, nó không bị gãy. Và một cái lưu ý nữa là bác phải tưới phân trước khi cắt cành 5 đến 7 ngày. Nội dung thứ ba là thực hành cắt cành. Thì công việc đầu tiên là bác hãy dọn dẹp này, cho cây nó được sạch sẽ gọn gàng. Tôi đã tiến hành tháo hết dây của cây rồi, và bên này tôi cũng dọn dẹp rồi. Thế còn cái số nụ và hoa này thì tôi cũng sẽ vặt bỏ hết. Bởi vì nếu cứ để chơi hoa thì nó có thể kéo dài tới hơn một tháng nữa, nó ảnh hưởng đến cái thời điểm ra lộc xuân và làm nụ cho mùa hoa tiếp theo. Cho nên là bắt buộc tôi sẽ phải loại bỏ hoa và nụ của những cây trà này đi. Nếu cần thì chỉ để lại một vài nụ để mà ngắm vui thôi. Không nên để một cây trà nở hoa rộ vào thời điểm này nữa. Cây này tôi đã vặt hết hoa của nó. Còn cây này thì còn một số cây hoa mà nụ này nó đầu cành, lát tôi cắt thì nó cũng sẽ hết. Đây là hai cây mà trước khi tôi cắt cành, vừa để đón lộc xuân, vừa là để tôi uốn sửa làm dáng nó đẹp hơn. Đây, bây giờ thì cái cành này nó dài như này, nó không bao giờ đẹp cả. Cho nên là bắt buộc tôi sẽ phải cắt thu ngắn nó lại. Thế còn cây này thì cũng vậy, trên cành này nó vượt lên và nó quá dày, nó không toát lên vẻ đẹp của cây. Sau đây tôi sẽ thực hành cắt cành. Thì đầu tiên tôi sẽ cắt nó gọn lại đã. Thế sau đó thì tôi tinh chỉnh bằng cách là uốn và co kéo để mà nó có được một cây gọn đẹp hơn. Tôi đã thu được cái cây có cái cành nó ngắn như thế này. Tôi sẽ làm một cuộc cách mạng bằng cách tôi cắt bỏ cái đoạn này để mà hạ nó thấp xuống, và tôi lật cái cành này về để làm ngọn nhé. Tôi đã chuyển hóa cái cây này nó thấp xuống như thế này rồi. Và bây giờ tôi sẽ cắt luôn cả cái cành này và cắt đi để mà cho mầm nó tập trung lên trên phía ngọn. Đây là cây mà sau khi tôi cắt sửa, tôi để lại như này các bạn nhé. Nó bao gồm là 5 tán nhé. Thì tán số 1 đây này, tán số 2 này, tán số 3 là đằng sau này. Đấy, và tán số 4 là đây, và đây là cái ngọn của nó trong tương lai này. Thì mời các bác quan sát. Nhìn nó thế này thôi nhưng mà đến cuối năm thì nó lại kín cành lộc luôn ấy. Bởi vì là trong cả mùa hè nó cũng vẫn phát lộc. Sau khi mà nó ra nụ thì nó vẫn phát lộc tiếp. Thì chỗ nào nó thưa tôi lại đưa thêm cành vào thì nó sẽ khác ngay. Sau đây tôi chuyển sang cắt sửa hai cây này. Và tôi sẽ xin phép thực hành để nó có cái dáng cuối cùng rồi tôi mới chia sẻ với các bác nhé. Rút gọn cái thời gian các bác xem video nhé. Đây chính là cây hồng cổ mà tôi đã sửa thành cái dáng như thế này. Nếu như bác nào mà không nhìn từ đầu, bác sẽ không nhận ra cái cây này đâu. Và trong thời gian tới tôi sẽ luôn luôn duy trì một cái cây ngũ phúc năm tán như thế này. Và tôi không làm thêm các cái cành tán nó rậm rạp nữa, để đảm bảo nó thưa thoáng như thế này thôi. Sở dĩ trước đây tôi làm nó nhiều cành tán là bởi vì tôi cho cái kích thước nó lớn thêm lên và cái bệ nó nổi lên. Thì bây giờ cứ trước này tuy nó chưa to lớn nhưng mà nó đã đảm bảo được cái nguyện vọng, ý đồ, ý tưởng của tôi rồi. Cho nên là tôi sẽ không nuôi nhiều nữa mà tập trung chăm sóc hoa hàng năm, cũng như là giúp cho cây nó già cổ hơn, cái vẻ đẹp nó được chỉnh sửa hoàn thiện hơn thôi. Sang cái nội dung thứ tư là chăm sóc sau khi tạo dáng. Thì công việc đầu tiên là bác để cây nó trở lại cái chỗ ban đầu á, đặc biệt là cái nơi mà có nhiều nắng á. Và hàng ngày thì bác kiểm tra cái
đất trồng của nó. Sau 5 đến 7 ngày thì các cái đầu cành này nó sẽ có những cái biểu hiện là nó đẩy mầm lọc lên khá là rõ. Thì khoảng độ 2 tuần sau thì tất cả các cái đầu cành nó đều về xuất hiện mầm lọc đẩy lên, thì đó mới là đạt tiêu chuẩn. Và lúc này thì bác sẽ tiến hành bón phân cho nó. Thì lần đầu bác nên bón cái phân hữu cơ, đó là phân trùn quế hoặc là phân dê bác ngâm. Vì là tôi đã nêu rất nhiều trong các video rồi cho nên là tôi không nêu cái công thức. Và 7 ngày tiếp theo thì bác tưới một lần Atonic nữa để mà nó thúc cái mầm lên càng mạnh hơn, đồng thời là nó cũng giúp cho cái bộ rễ nó phát triển nhiều hơn. Trong vòng 1 tháng tới thì cái bộ lọc nó sẽ phát triển đều, xanh tốt. Thì lúc này tôi sẽ làm cái video về chăm sóc bảo vệ lọc xuân, thì mời các bác đón xem nhé. Thưa các bác, là trên đây tôi giới thiệu với các bác cái video về cắt cành đón lọc xuân và làm đẹp cho cây hoa trà mi. Đây là một cái nội dung khó bởi vì nó liên quan đến cái việc chúng ta trực tiếp cắt cành, và người nào phải am hiểu về kỹ thuật thực hành cắt cành làm đẹp thì mới tự tin để thực hiện. Tuy nhiên các bác cần phải cắt để mà cây nó có thể phát được lọc xuân đồng loạt nhanh và nhiều, thì sau này cái quá trình chúng ta thực hiện hãm hoa nó mới thuận lợi và nó làm được nhiều nụ, thì mùa hoa năm tới nó mới sai hoa. Tôi xin phép dừng cái video này nhé. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi và xin kính chào các bác nhé.